Xin kính chào quý vị và các bạn Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức là Tổng thống công bố ngân sách chi tiêu cho năm 2025 10 điều lợi ích cho cao niên và low không trong ngân sách này 4 tiểu bang thay đổi quy tắc và lợi ích của Snaps Có stimulus check 1312 đồng vào tháng 3 tháng 4 năm 2024 Low không lại có 640 đồng, 724 đồng và 852 đồng. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Tổng thống Biden đã phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 7 tây tháng 3 và công bố đề xuất ngân sách chi tiêu 7.3 nghìn tỷ cho năm 2025 rằng ông sẽ kiên quyết bác bỏ bất cứ sự cắt giảm nào đối với an sinh xã hội hoặc là Medicare. Tổng thống nói nếu bất cứ ai ở đây cố gắng cắt giảm an sinh xã hội hoặc là Medicare hoặc là tăng tuổi nghỉ hưu, tôi sẽ ngăn họ lại. Tôi sẽ bảo vệ và tăng cường an sinh xã hội và khiến cho những người giàu có phải đóng phần công bằng của họ về thuế và 11 một trong cái ngân sách chi tiêu cho năm 2025 có những cái lợi ích cho low income và cao niên như thế nào đầu tiên là về phúc lợi của Medicare trong cái ngân sách thì sẽ cố gắng mở rộng cái chương trình thanh toán cho Medicare được đầy đủ hơn thông qua việc tăng thuế Medicare thuế thu nhập và thuế đầu tư đối với tất cả những người có thu nhập từ 400.000 đô la trở lên Thứ hai là ngân sách của Tổng thống đưa ra cho năm 2025 là tìm cách khôi phục lại khoản tín dụng thuế trẻ em mở rộng 3.600 cho trẻ dưới 6 tuổi và 3.000 cho trẻ dưới 17 tuổi như thời đại dịch COVID-2021. Có nghĩa là các bậc cha mẹ sẽ nhận được một khoản tín dụng tăng cường bổ sung hàng tháng. Thứ ba là tẻ thiết lập. Một cái chương trình chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng cho các gia đình có thu nhập dưới 200.000 đô la hàng năm và chương trình nghỉ phép có lương trên toàn quốc lên tới 12 tuần cho những người lao động đủ điều kiện. Các gia đình lao động có thu nhập 200.000 đô la hàng năm mỗi năm sẽ được đảm bảo các cái dịch vụ chăm sóc trẻ chất lượng cao giá cả phải chăng từ sơ sinh đến mẫu giáo. Theo đề xuất này thì hầu hết các gia đình sẽ không phải trả quá 10 đô la một ngày trong khi những gia đình có thu nhập thấp sẽ không phải trả đồng nào cho cái chi phí gửi trẻ. Thứ tư là với cái dịch vụ chăm sóc tại nhà và chăm sóc người già để người cao tuổi và người khuyết tật có thể ở trong căn nhà của họ và được chính những người thân của mình chăm sóc và được trả lương xứng đáng. Chương trình nghỉ phép có lương sẽ khiến cho không một ai phải lựa chọn giữa làm việc và chăm sóc bản thân hoặc thành viên trong gia đình của mình bị đau bệnh. Thứ năm là ngân sách đề xuất tăng tốc độ đàm phán thuốc Medicare và đưa nhiều loại thuốc hơn vào đàm phán. Hiện thì 10 loại thuốc hàng đầu đã đang được đàm phán, có chi phí rất là cao. Đó là những thuốc điều trị về suy tim, máu đông cục bộ, hoặc là tiểu đường, bệnh thận, bệnh viêm khớp, ung thư máu. Thứ sáu là ngân sách của Tổng thống Biden sẽ mở rộng các cái khoản. Mở rộng hoàn thuế, cho các tài khoản hưu trí IRA và giới hạn chi phí thuốc tự chi trả theo toa là 2.000 đô la cho năm 2025. Ngay cả những người không có Medicare, Medicaid mà mua bảo hiểm sức khỏe tư nhân cũng được hưởng lợi từ cái quy định mới này. Ví dụ như có nhiều loại thuốc ung thư lên đến 16.000 đô la cho một liều, nhưng nếu không có Medicare và Medicaid thì thay vì phải trả tiền túi 16.000 đô la nhưng với cái quy định mới là giới hạn chi phí thuốc tự trả theo toa không được vượt quá 2.000, cho nên những người này sẽ tiết kiệm được một cái số tiền hơn mười mấy ngàn đô la cho một liều thuốc trị ung thư của mình. Thứ bảy là tiếp tục duy trì giới hạn à, thuốc theo toa insulin không được vượt quá chi phí 35 đồng một tháng cho một liều sử dụng. Trọn tháng Thứ 8 là hỗ trợ hoàn thuế cho người mua nhà và người bán nhà lần đầu lên đến 10.000 đô la. Đối với người mua nhà lần đầu thì 10.000 đô la sẽ được chia đều cho 2 năm đầu tiên, mỗi năm là 5.000. Còn đối với người bán nhà lần đầu sẽ được hỗ trợ 10.000 đô la cho những cái chi phí về lãi suất hay là chi phí giấy tờ. Thứ chín là sự thay đổi về thuế cho năm 2025, thuế suất doanh nghiệp sẽ tăng từ 21% lên 28%. Tăng mức thuế tối thiểu 25% đối với những người có tài sản trên 100 triệu đô la và từ chối các khoản khấu trừ của công ty đối với tất cả khoản bồi thường trên 1 triệu đô la cho nhân viên. Ngoài ra, tỷ lệ cận biên là 39.6% sẽ được áp dụng cho các hộ gia đình có thu nhập trên 1 triệu đô la. Và điều số 10 là tăng cường ngân sách hỗ trợ dinh dưỡng cho cao niên, người lớn tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Lợi ích và quy tắc của chương trình hỗ trợ dinh dưỡng SNAP có thể thay đổi tại 4 tiểu bang sau đây: Kentucky, Maryland, Nebraska và West Virginia. Mặc dù chương trình hỗ trợ dinh dưỡng SNAP được chính phủ liên bang tài trợ, tuy nhiên mỗi tiểu bang sẽ có trách nhiệm và có những cái quy tắc, điều kiện riêng của mỗi cái tiểu bang. Đầu tiên là Kentucky, vào tháng 2 năm 2024 thì các nhà lập pháp tại Kentucky đã bỏ phiếu thông qua một cái luật 367. Luật này sẽ giới hạn về tài sản và thu nhập đối với những người đủ điều kiện để nhận hỗ trợ của chương trình SNAP. Theo như nội dung của dự luật này thì giới hạn về thu nhập nghĩa là bất kỳ khoản tiền nào kiếm được trước khi áp dụng thuế và các khoản khấu trừ khác sẽ giảm từ 200% mức nghèo liên bang xuống chỉ còn 130% mức nghèo liên bang. Điều này có nghĩa là để đủ điều kiện nhận chương trình SNAP tại Kentucky sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn và khắc khe hơn. Đối với tiểu bang Maryland thì một dự luật ở Maryland nhằm hạn chế thực phẩm mà người nhận chương trình SNAP có thể mua bằng thẻ EBT của họ tập trung vào việc loại bỏ các cái thực phẩm không lành mạnh như là đồ uống có đường khỏi các cái loại sản phẩm có thể mua được từ thẻ EBT. Nếu như hỗ trợ dinh dưỡng SNAP có thể giải quyết được vấn đề dinh dưỡng hiệu quả hơn, có thể giúp cho giảm tỷ lệ béo phì, từ đó sẽ giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và giúp giải quyết những cái thách thức về tài chính dài hạn cho những cái chương trình hỗ trợ khác. Đối với tiểu bang Nebraska thì những người đang nhận chương trình hỗ trợ dinh dưỡng SNAP sắp tới đây có thể phải bị bắt buộc đăng ký vào những cái trường học nghề hoặc là những cái trung tâm đào tạo việc làm. Nếu như họ không có người phụ thuộc trong gia đình hoặc là không có việc làm hiện tại. Hiện giờ thì chương trình SNAP Next Step đã được áp dụng ở tiểu bang nhưng chỉ mang tính chất tự nguyện chứ không phải là bắt buộc. Còn đối với tiểu bang West Virginia thì tương tự như tiểu bang Nebraska, các nhà lập pháp ở West Virginia đang xem xét một cái dự luật mà trong cái dự luật này thì tất cả những người cá nhân trên 17 tuổi, dưới 60 tuổi, không có việc làm, không có người phụ thuộc đều phải tham gia vào các cái chương trình đào tạo việc làm. Mục đích của dự luật SB 562 là muốn loại bỏ những người trưởng thành khỏe mạnh không có trẻ em phụ thuộc hoặc không có người phụ thuộc trong gia đình và không có việc làm ra khỏi cái chương trình SNAP hỗ trợ. Nếu như không đáp ứng được các cái yêu cầu của chương trình SNAP. Đối với tiểu bang Arizona thì vừa bắt đầu hợp tác với các cái tổ chức phi lợi nhuận Crip Medical Debt để xóa nợ y tế lên đến 2 tỷ đô la cho cư dân của mình. Chương trình này được thống đốc công bố vào hôm thứ hai sẽ mang lại lợi ích cho 1 triệu cư dân Arizona có thu nhập ít hơn 400% mức nghèo của liên bang hoặc là bất cứ cư dân nào có nợ y tế với tổng giá trị hơn 5% thu nhập hàng năm của họ thì đều được xóa nợ và những cư dân này sẽ không cần phải nộp đơn hay làm bất cứ giấy tờ nào để được xóa nợ. Sau khi các kế hoạch được hoàn tất thì những người có nợ y tế sẽ được nhận những cái lá thư thông báo xóa nợ của chính quyền địa phương đối với tiểu bang California, quận hạt Fresno đang thông báo là sắp tới ngày 15 tây tháng 3, 2024 sẽ mở website để cho cư dân ở các quận hạt như Fresno và Huron với những cái zip code là 93706, 93234 để được nộp đơn cho cái chương trình Tịch income hỗ trợ 500 đồng một tháng kéo dài liên tục 12 tháng dành cho tất cả những hộ gia đình có thu nhập thấp và có ít nhất một đứa trẻ từ 5 tuổi trở xuống, ngay cả những gia đình mà có con sơ sinh mới đẻ hoặc là sắp sửa đứa trẻ ra đời cũng có đủ điều kiện để nộp đơn cho chương trình này và quận sẽ chọn ra 150 hộ gia đình trong cái số đơn và sẽ thông báo à sau cái ngày nộp đơn cuối cùng là 15 tây tháng 5 2024. Vì vậy quý vị nào ở những cái quận hạt như là Fresno và Huron ở California có thể vào cái trang website chính thức là fresnooc.org gigantic income vào ngày 15 tây tháng 3 2024 để mình nộp đơn. Đối với tiểu bang Alaska thì lần chia cổ tức của năm 2023 sẽ là 1.312 đồng. Đối với những đơn mà có tình trạng được ghi chú là đủ điều kiện nhưng chưa trả vào ngày 13 tây tháng 3 2024 thì sẽ nhận được những cái số tiền chuyển khoản hoặc những tấm check vào 21 tháng 3 2024 sắp tới đây. Còn những cái đơn mà được đánh dấu là đủ điều kiện nhưng chưa trả vào ngày 10 tháng 4 2024 thì sẽ nhận được những cái khoản tiền 1.312 đồng này vào 18 tây tháng 4 2024. Đối với những đơn được À, đánh dấu là đủ điều kiện nhưng chưa trả vào ngày 8 tây tháng 5 2024 sẽ nhận được cái số tiền 1.312 đồng vào 16 tây tháng 5 2024. Hiện nay thì tiểu bang Alaska cũng đang bắt đầu nhận đơn cho cái số tiền chia lợi tức của năm 2024 và ngày kết thúc là nộp đơn 31 tây tháng 3 2024 cho cái phần tiền chia cổ tức của năm 2024. Cho nên quý vị cố gắng tranh thủ nộp đơn và điều quan trọng là quý vị hãy vào cái trang website chính thức của Alaska là spd alaska.gov để đăng ký nộp đơn điền đơn. Sau đó thì quý vị cũng có thể kiểm tra tình trạng đơn của mình và khi nào cái số tiền sẽ tới tay của mình nha. Đối với tiểu bang Colorado thì chương trình hoàn thuế thực phẩm và hoàn thuế tiền điện cho cư dân đã bắt đầu nộp đơn cho đến hết ngày 5 tây tháng 7 2024 để đủ điều kiện nhận lại hai cái khoản hoàn thuế thực phẩm và tiền điện cùng một lúc này thì một hộ gia đình một người có thu nhập dưới 36.400 đô la sẽ đủ điều kiện nhận được cái khoản hoàn thuế thực phẩm là 145 đồng và hoàn thuế tiền điện là 216 đồng tổng cộng là 361 đồng cho hộ gia đình một người. Một hộ gia đình hai người có thu nhập dưới 41.600 đô la sẽ nhận được hoàn thuế thực phẩm là 272 đồng cộng với 368 đồng tiền điện, tổng cộng cho hai cái khoản hoàn thuế này là 640 đồng cùng một lúc. Đối với một hộ gia đình ba người có thu nhập hàng năm À, ít hơn hoặc bằng 46.800 đô la sẽ đủ điều kiện để nhận các khoản hoàn thuế thực phẩm là 307 đồng cộng với hoàn thuế tiền điện là 417 đồng. Tổng cộng cho hai khoản hoàn thuế cùng một lúc này là 724 đồng. Còn đối với hộ gia đình 4 người có thu nhập ít hơn 51.950 đồng sẽ đủ điều kiện để nhận lại hoàn thuế thực phẩm là 367 đồng cộng với hoàn thuế tiền điện là 485 đồng tổng cộng hai khoản hoàn thuế này là 852 đồng quý vị và các bạn có thể vào cái trang website chính thức của Colorado là tuirangoco.gov plus repeat để đăng ký nộp đơn điền đơn in những cái mẫu đơn này ra trên cái trang website chính thức để mình điền sau đó mình gửi trả lại cho City Hall của Durango càng sớm càng tốt. Hoặc là quý vị cũng có thể đến trực tiếp cái City Hall của Durango tại cái địa chỉ ở phía trên này nha. 949, đường số 2 Avenue Durango để có thể lấy được những cái tờ đơn tại nơi đây và điền đơn và nộp tại đây. Đây là mẫu đơn hoàn thuế tiền điện. Sau khi điền hết các cái mẫu đơn này rồi thì quý vị sẽ trả ngược lại cho Durango City Hall và tiếp theo là quý vị có thể in cái mẫu đơn hoàn thuế thực phẩm cũng ở trên cái trang chính thức này và sau khi điền xong mình cũng gửi trả lại cho City Hall của Durango hoặc là đến tận City Hall Durango để lấy những cái mẫu tờ đơn đã có sẵn và điền tại chỗ và nộp tại chỗ cho City Hall luôn nha. Một lần nữa nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích Vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.